chào tất cả mọi người đã quay trở lại với chuỗi series nâng cấp ánh sáng. Và nhân vật chính trong video lần này chính là một chiếc Xpander. Và anh chủ lần này đã quyết định nâng cấp ánh sáng cho chiếc xe cưng của mình. Chủ đã lựa chọn thương hiệu X-Line và Titan đồng hành cùng với mình. Đối với phần bi trên thì anh chủ đã lựa chọn là bi LED Titan Black ở phiên bản là 3 inch. Và phần bi dưới anh chủ đã lựa chọn là bi LED X-Line F10. Cả hai quả bi này đều có ngoại hình là 3 inch. Và một điểm đặc biệt ở cái phần bi trên Titan Black đó chính là được thiết kế ngoại hình đuôi vặn. Đối với quả bi có thiết kế đuôi vặn thì chúng ta sẽ dễ dàng lắp đặt và sẽ giữ zin được cho xe. Quả bi này có cấu hình là chip LED 601, tức là 6 chip LED được đặt ở chó phản xạ chính và 1 chip LED được đặt ở chó phản xạ phụ. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phần ánh sáng của quả bi Titan Black. Code có công suất khoảng 55W, sáng hơn 40% so với bản trước đó. Ánh sáng có độ phủ rộng, trải đều, bao quát, đường cắt rõ ràng trên mặt đường. Và với ánh sáng này sẽ không làm ảnh hưởng đến người khác khi mà đi đối diện. Còn về ánh sáng pha, bi LED Titan Black có công suất ánh sáng pha là 65W. Ánh sáng pha được tỏ ra rộng, cao và đậm ở tâm, sáng rất mạnh, tầm chiếu xa lên đến 80m, giúp cho việc quan sát điều khiển sẽ dễ dàng hơn cho các bác tài. Và người bạn thứ hai mà anh chủ lựa chọn đồng hành chính là bi LED X-Line F10. Đây là một trong những dòng bi gầm quốc dân đến từ thương hiệu X-Line. Với thiết kế nhỏ gọn sẽ phù hợp cho nhiều dòng xe có chó đèn hẹp. Và nhiệt màu của quả bi này là 4300, cho ra ánh sáng trắng ngã vàng, cho nên là các bác tài đi sẽ dễ dàng quan sát và bám đường hơn. Về phần bảo hành, bi LED Titan Black sẽ được bảo hành trong khoảng thời gian là 3 năm, còn bi gầm X-Line F10 sẽ được bảo hành trong khoảng thời gian là 2 năm. Và sau khi lắp đặt thì bên em sẽ tiến hành kích hoạt bảo hành điện tử. Quý khách hàng chỉ cần đăng nhập lên website, nhập biển số xe là có thể tra cứu được thông tin bảo hành. Đến đây, quý khách hàng có nhu cầu nâng cấp ánh sáng hoặc có thắc mắc cần được tư vấn thì hãy liên hệ đến số hotline 0365 365 365. Xin chào và hẹn gặp lại!